Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Viêm gan B có nguyên nhân từ đâu? Có lẽ, gần đây bệnh viêm gan B được đánh giá là bệnh lý nguy hiểm gây nên nhiều biến chứng ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Chính vì thế viêm gan B nguyên nhân từ đâu là điều rất nhiều người quan tâm để biết được các cách phòng bệnh hiệu quả. Tìm hiểu bệnh viêm gan B là gì? Viêm gan B được biết đến là một căn bệnh truyền nhiễm. Bệnh gây ra bởi virus HPV có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của gan nếu không được phát hiện. Điều trị kịp thời sẽ gây nhiễm trùng ở gan, biến chứng xơ gan, ung thư gan, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Theo các chuyên gia y tế, virus viêm gan B hiện nay được coi là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của người dân trên toàn cầu. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ ra hiện nay có khoảng 400 triệu người trên thế giới mắc viêm gan B ở giai đoạn mãn tính. Tại Việt Nam, tỷ lệ số người nhiễm viêm gan B được thống kê chiếm khoảng 20% dân số, cho thấy số người mắc bệnh viêm gan B ở nước ta là rất lớn, và biết được nguyên nhân gây viêm gan B để có cách phòng bệnh hiệu quả là điều cần làm đối với tất cả mọi người. Viêm gan B có thể xảy ra ở bất cứ đối tượng nào, dù là trẻ sơ sinh, trẻ em, người trưởng thành hay người cao tuổi. Vậy đâu là nguyên nhân gây nên căn bệnh này? Viêm gan B có nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân gây viêm gan B có cơ chế tương tự giống với cơ chế lây lan của virus HIV hay một số bệnh truyền nhiễm khác. Dưới đây là ba cơ chế lây lan viêm gan B: một, lây từ mẹ sang con trước khi mang thai hoặc trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai nếu bị viêm gan B sẽ có khả năng cao gây truyền bệnh sang con, nhưng tỷ lệ truyền nhiễm cũng phụ thuộc vào tình trạng, thời gian và mức độ mắc viêm gan B trong thai kỳ của người phụ nữ. Do đó, tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ là việc làm đặc biệt cần thiết. Hai, lây qua đường máu. Cũng tương tự như HIV, viêm gan B là bệnh có thể dễ dàng lây lan qua đường truyền máu. Nếu bạn tái sử dụng bơm kim tiêm, xăm hình khi không được khử trùng đúng cách, việc lây lan viêm gan B và các bệnh truyền nhiễm khác có khả năng diễn ra rất cao. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo râu với người mắc bệnh viêm gan B cũng là yếu tố nguy cơ dẫn tới việc lây bệnh viêm gan B ở bạn. Ba, lây qua quan hệ tình dục không chung thủy một vợ một chồng, quan hệ với người bị viêm gan B mà không có biện pháp phòng tránh an toàn. Không đeo bao cao su khi quan hệ tình dục cũng khiến bạn có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Viêm gan B có thể lây truyền qua quan hệ tình dục đồng giới và cả quan hệ tình dục khác giới. Triệu chứng nhận biết bệnh viêm gan B, có lẽ bạn đã tìm hiểu được viêm gan B nguyên nhân do đâu. Ngoài ra, để biết được khi nào mắc bệnh, bạn cần tìm hiểu các triệu chứng gây nên căn bệnh này. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Viêm gan B ở giai đoạn đầu hay còn gọi là viêm gan B cấp tính có triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh rất khó nhận biết. Triệu chứng gây bệnh hoàn toàn mờ nhạt, ít có biểu hiện cụ thể ra bên ngoài, chỉ khi phát triển sang giai đoạn mãn tính mới có một số biểu hiện cụ thể. Nhưng ngay cả khi không có triệu chứng hoặc có ít triệu chứng thì virus viêm gan B vẫn có thể gây nên tổn hại tới lá gan của bạn. Dưới đây là một số triệu chứng bạn cần chú ý: cơ thể thường xuyên mệt mỏi kéo dài, ăn uống không ngon miệng, đau nhức xương khớp cũng là một dấu hiệu biểu hiện của bệnh. Có cảm giác buồn nôn, thường xuyên nôn, người xanh xao, mỏi mệt, nước tiểu có màu vàng sẫm, vàng da, vàng mắt, đau hạ sườn phải, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, thậm chí có thể có hiện tượng xuất huyết dưới da, chướng bụng. Có thể thấy những dấu hiệu trên đây tương đối mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Nếu không chú ý phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể gây nên biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe. Cần làm gì để phòng tránh viêm gan B hiệu quả? Các chuyên gia y tế khuyến cáo tiêm phòng vaccine viêm gan B được coi là một trong những biện pháp phòng tránh bệnh hiệu quả nhất đối với những người chưa từng mắc bệnh. Còn đối với những người đã mắc hoặc bị viêm gan B mãn tính thì cách duy nhất là dùng thuốc để kiểm soát tình trạng virus viêm gan B trong cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo trẻ sơ sinh cần tiêm vaccine viêm gan B đầu tiên càng sớm càng tốt sau khi sinh. Không chỉ dừng lại ở mũi tiêm đầu tiên, nên thực hiện 2 hoặc 3 lần tiêm tiếp với khoảng thời gian cách nhau tối thiểu là 4 tuần. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số cách phòng tránh viêm gan B như sau: nên quan hệ tình dục chung thủy một vợ một chồng. An toàn, nên sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm virus viêm gan B, cần thực hiện khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần. Để phòng, phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, nếu có tiêm vaccine phòng viêm gan B được coi là biện pháp phòng tránh bệnh hiệu quả nhất. Khám sức khỏe tiền hôn nhân để xác định vợ hoặc chồng có bị mắc bệnh viêm gan B hay không. Tránh lây nhiễm chéo tới nhau, phụ nữ mang thai cần được quan tâm đặc biệt, thăm khám thai định kỳ để đảm bảo quá trình mang thai luôn khỏe mạnh.
Cẩn trọng với các vết thương hở, băng kín vết thương để tránh lây nhiễm virus HPV khi tiếp xúc với máu của người mang bệnh. Không sử dụng chung bơm kim tiêm, nếu đi xăm hình, xăm mắt môi nên lựa chọn địa chỉ uy tín. Vệ sinh đồ dùng dụng cụ đạt chuẩn, đã được vô trùng, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng. Dao cạo râu, cha mẹ cần hướng dẫn con em mình các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh khỏi những bệnh lý truyền nhiễm. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm máu liên quan tới men gan, sàng lọc viêm gan B, C hay những bệnh lý khác. Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ đưa ra biện pháp điều trị phù hợp nếu có, đồng thời kết hợp chế độ dinh dưỡng, lối sống khoa học lành mạnh để phòng ngừa bệnh viêm gan B hiệu quả. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.